Tôi nói thật với các vị, cách đây khoảng 5 ngày tại tu viện tôi đón một bà thanh đề của thế kỷ 21. Nhưng rất may chúng tôi không phải là chú tiểu nhận phần quà đó ngày xưa, mà các vị đệ tử hôm nay được dạy dỗ và học tập đường hoàng. Cái câu chuyện thật là như vậy. Bà già đó khoảng trên 70 tuổi. Bà có một người cha rất già mà không có điều kiện để mà chăm sóc cho cha. Cuối cùng bà muốn làm phước, bà làm cách nào các vị biết không? Mùa lúa vừa rồi bà đi mót. Khi bà mót lúa rồi bà về, tại vì bà không có tiền cúng, đã lo tiền chữa trị cho cha là không đủ rồi. Cho nên cái vấn đề gọi là cúng dường tam bảo bà không có khả năng. Nhưng bà nghĩ cái cách để bà phải đem hết lòng mình cúng dường ở đây. Bà nghĩ rằng mong cúng để tạo phước duyên hồi hướng cho cha mình bớt bệnh. Cái câu chuyện là như vậy. Cho nên bà đi mót lúa với một cái lượng lúa. Khi bà mang đến một túm tôi độ cỡ khoảng chừng cỡ 3 kg, 3 kg lúa. Thì cái này nó là như vậy. Tôi không có trực tiếp nhận, mà khi tới bữa cơm tôi nhìn trên cái thố cơm của tôi á, sao tôi thấy gạo thông thường nó chỉ có một màu, nhưng mà sau gạo hôm nay á, tôi thấy sao mà có vừa hạt vàng hạt trắng. Nói trong này tôi mới nghĩ gạo lạ vậy. Thì tôi mới hỏi với mấy vị đệ tử trong chùa, tôi nói ủa bên nay sao mình nấu cơm cái màu lạ. Thì các vị này mới nói rằng hôm nay tụi con nấu cơm cho chùa mình là tụi con nấu cơm của bà Thanh Đề. Tự nhiên tôi nghe câu đó tôi không biết là cái chuyện gì. Tôi nói ủa sao là cơm bà Thanh Đề nè. Thì các vị đó mới nói rằng có một bà già, bà mang cỡ 3 kg gạo đến đây. Nó thì bà mới nói rằng là ba bà bệnh, rồi bà lo tiền thuốc, rồi đồng thời mọi thứ bây giờ không có tiền, nhưng bà muốn làm một cái phước báo để hồi hướng cho cha. Cho nên cuối cùng bà có thời gian rảnh bà đi mót lúa, rồi về các vị biết bà ngồi bà tách. Tự tay bà tách, bà tách trong đêm trong ngày như thế. Bà nói đúng ra cái này bà sẽ cúng chùa trước Tết, nhưng tách không kịp. Cho nên rồi cuối cùng suốt mấy ngày Tết bà làm luôn cho đến hôm nay. Bà tách tổng cộng được khoảng hơn 3 kg lúa như vậy. Bà tách trọn vẹn nguyên hạt, tròn do còn đủ vỏ cám như thường. Nguyên vẹn như thế đó. Tôi nói thật với các vị tôi bỏ chén luôn, không ăn luôn. Tôi mới nói với các vị, tôi nói sao câu chuyện này tụi con cho thầy hay trễ vậy? Sao con không nói với thầy trước? Nếu nói với thầy trước á, thầy gom hết gạo này thầy gói lại, thầy đem lên chùa Giảng Đức thầy sẽ cúng Hòa Thượng Trí Tịnh chứ ai dám ăn này. Tôi mới nói như thế. Tôi nói với đại chúng, rồi tôi ra tôi họp chúng, tôi nói liền bây giờ lỡ nấu ăn rồi thì bây giờ phải làm cách nào. Tụi con trực tiếp ăn những cái này tụi con tiến tu không nổi, bởi vì hạt gạo đàn na này không phải đơn giản chuyện người ta cúng xong người ta về, nhưng bản thân tụi con ở đây phải làm gì. Cho nên bây giờ tôi dặn lại, thôi thì bây giờ lỡ đã lấy gần phân nửa nấu rồi thì phần còn lại hàng ngày nên nấu đem lên cúng Phật trước, rồi xuống trộn vào cơm cho đại chúng ăn thì tụi con mới quả may. Chứ còn bằng không tụi con không hiểu trực tiếp nấu cơm này ăn, cho dù ai cũng vậy, thầy hay tụi con cũng vậy, sẽ khó mà ngóc đầu trên chuyện tu hành à. Tôi mới dặn với đại chúng là như vậy. Cho nên tôi mới nói với đại chúng, có những khi chúng ta nhận một tấn gạo người khác cúng dường, quý không? Quý chứ, trân trọng chứ. Nhưng mà nó chưa có nặng lòng trong đầu mình bằng những cái này. Thật ra người ta cúng dường nhiều, phúc báo người ta lớn. Nhưng đồng nghĩa một người cúng dường với cái tâm thành à, trong tấn gạo đó thì dĩ nhiên phước báo người ta phải lớn thế sao? Đương nhiên là vậy. Nhưng nếu một người với hoàn cảnh đó, họ cũng có tâm thành, hoàn cảnh không khác hơn được, họ dâng cho dù ít ký gạo, nhưng mà chúng ta thấy phải nói là chúng ta thấy cả nặng trong một tấm lòng. Cho nên có những người nói thầy tu sướng quá à, người ngồi người ta cúng dâng sẵn cho mà ăn. Tôi đã nói các bài, tôi nói giỏi quá vô đây tôi dâng cho ăn à, tôi đã từng nói rồi mà. Đừng nên nói đơn giản như vậy không? Một cái hạt cơm của nhà chùa mà quý thầy ăn, tôi nói thật với các vị không đơn giản tí nào. Lạng quạng là nuốt không trôi. Cho nên các Phật tử về đây khi khóa tu, chúng ta phải cúng quả đường. Bởi vì cái ngày Phật tử về đây các vị tu,
thì gạo này do đàn na cúng vào, và chúng ta cũng như một tu sĩ một ngày tập tu. Vì vậy phải cúng. Ví dụ ở nhà các vị ăn, các vị không cần cúng qua đường, bởi vì công lao các vị đã bỏ ra để có hạt cơm này, bữa ăn này, các vị khỏi cúng. Nhưng quý thầy không có lao động để bỏ ra cái này, mà cái này từ cái sự hy sinh của biết bao người để có chén gạo này, thì quý thầy phải ngồi cúng. Cúng là để tưởng nhớ, để tri ân những người đã hy sinh để góp vào đây. Cho nên ở nhà chúng ta khỏi cần bài biện ra để cúng bữa ăn gì đó, cái đó khỏi cần. Tôi nghĩ nếu các vị là người Phật tử, có thể chắp tay xá bữa ăn, niệm ba câu niệm Phật đủ rồi, không cần quán tưởng, không cần gì cả, không cần làm cái đó như một sự máy móc, bởi vì nó không có ý nghĩa về điều đó. Nhưng là một thầy tu ở chùa thì nó khác à. Thầy tu ở chùa khi lên bữa ăn, trong đó nó có tam đề và ngũ quán. Và trong ngũ quán nó có cái phần là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn phiết ứng cúng, tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược, vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Một là xét kể công nhiều ít của những người đàn na thí chủ từ phương xa mang lại. Hai, xem đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Ba, xa lìa tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm phần quán của một tu sĩ. Cho nên khi nào chúng ta không làm được việc, chúng ta tu không đặng, lòng chúng ta phiền não, chúng ta không giúp được cho đạo cho đời, nuốt một hạt cơm chúng ta quán cái tự nhiên nuốt không nổi, tự nhiên nghẹn liền. Nếu chúng ta thấy chúng ta không làm được gì, chúng ta không xứng đáng hạt cơm này, tự nhiên nuốt không trôi. Vì vậy các vị thấy rằng những cái rất đơn giản, nhưng mà cái to lớn của nó ở chỗ từ tấm lòng, và cái công đức của chúng ta nó cũng được nhân rộng từ tấm lòng đó. Đây là cái kinh nghiệm để khi chúng ta làm Phật sự chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên các vị thấy rằng trong nhà đạo, chư tổ từng khuyên răn các đệ tử của mình: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Câu này là tổ dạy cho chúng ta. Thí chủ nhất lạp mễ là đàn na tính thí cúng vào đây một hạt gạo. Lạp mễ là hạt gạo thôi chứ không có gì cả. Đại như tu di sơn, mỗi một hạt gạo nó lớn như núi tu di như vậy. Nhược nhân bất liễu đạo là bằng nếu người tu hành không đặng, không giác ngộ và tu hành không đúng pháp, sẽ tái sanh mà mang lông đội sừng để trả nợ áo cơm. Các vị nên hiểu điều này rất là rõ như vậy. Cho nên quy luật trong cuộc đời các vị khỏi phân vân. Chúng ta khi cúng dường tam bảo cứ cúng. Nếu một tu sĩ nào có cái vấn đề gì đó gian dối lừa đảo trong hành động, trong sự cúng dường, tự thân họ phải trả cái giá, còn phước báo chúng ta đã đủ, đừng sợ. Có những người quan niệm rằng cúng rồi nghe nói ông đó không biết có chân tu không, hay là nghe nói gì đó cúng dường ông đem ông xây nhà gì cho riêng hay gì đó, chúng ta quan niệm vậy cái đôi khi chúng ta ngại, chúng ta không cúng vân vân. Thật sự các vị dè dặt, các vị không cúng, đó là quyền của các vị. Nhưng trên nguyên tắc của quy trình nhân quả, chúng ta bao bỏ vào đó bằng tâm niệm nào và cúng với ý niệm nào, công đức chúng ta trong hành động đó như thế nào, đó đã đủ. Còn lại ai trưng dụng đồng tiền đó thì người đó sai, người đó sẽ tự trả cái giá, cho dù một đồng vẫn trả cái giá của nó là một đồng. Tôi nói thật với các vị như vậy, quy trình nhân quả này khỏi cần chúng ta biết hay là chúng ta không biết, đừng phân bua trong đó. Cho nên có những người dè dặt thì các vị trong cái thói thường của cuộc đời chúng ta có quyền dè dặt, chúng ta có quyền cân phân. Nhưng quy trình nhân quả nó không lệ thuộc vào cái sự dè dặt và cân phân đó mà nó có thể khác đi. Nhưng ở đây một mức độ nào đó, chúng ta cúng dường mà lòng chúng ta tin tưởng, chúng ta thoải mái, chúng ta an vui thì dầu sao vẫn tốt hơn trong cái cảm giác về hành động của chúng ta. Nhưng quy trình của nhân quả chúng ta nên nhớ, chúng ta cúng dường với một người chúng ta cúng nhầm, mặc dầu chúng ta nhầm là sau này chúng ta biết, nhưng phước báo đó không thay đổi khi chúng ta đã khởi tâm, đã đặt niềm tin vào hành động đó. Cho nên có nhiều người đã thưa hỏi với tôi chuyện này, khi cúng rồi có hối hận, rồi tiếc thế này thế kia, rồi á cảm thấy rằng á là bất an trong lòng. Tôi nói các vị đừng lo lắng về điều đó. Nhân quả nó không lệ thuộc vào cái quan niệm cá nhân của ai, mà nó thay đổi hết tùy duyên cái tâm lượng của chúng ta như thế nào thì nó sẽ đáp cho chúng ta y như thế này. Cho nên tôi nói thật với các vị,
Tôi đã từng kể một câu chuyện này, nó vừa chuyện vui mà nó cũng là cái chuyện mà gọi như là một câu chuyện triết lý. Có một bà già này, bà rất là nghèo, nhưng mà bà thành tâm bà tu. Thì bà gặp bốn ông thầy này là bốn ông thầy giả mạo. Thì khi mà gặp á, thì á, khi gặp mấy ông thầy này, cái bà mới xin, bà nói rằng á, thưa thầy, con bây giờ con nghèo khổ, nhưng bây giờ con tu tập, con muốn chứng quả. Thì bốn ông này mới bày cái trò để gọi là giống như là lừa đảo vậy đó mà. Thì bốn ông mới bàn với nhau, bây giờ chúng ta muốn có một bữa ăn thịnh soạn, cho nên đây là cơ hội tốt. Vì vậy mới nói, bà muốn chứng quả đúng không? Bây giờ bà sắm cho một mâm cơm thịnh soạn, bà cúng dường cho bốn chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ban sự chứng quả cho bà. Bà này bằng lòng tin thanh tịnh, trọn vẹn, không có phân bua, không có suy nghĩ về hành động đó. Thì bà sắm một cái mâm cơm thịnh soạn bằng tất cả khả năng có được của bà, bà đem lên cúng dường. Và bốn thầy này, bốn thầy tỳ kheo này, sau khi ăn xong rồi mới nói rằng, bây giờ tôi sẽ ban quả chứng cho bà. Thì bà bốn vị này mới ngồi bốn cái góc, kêu bà già ngồi chứng giữa. Cái ông thầy đầu tiên ông nói rằng, bà hãy nhiếp tâm thanh tịnh để bà nghe tôi ban quả cho bà. Tôi sẽ ban cho bà cái quả Tu Đà Hoàng. Cái bắt đầu ông lấy cái banh, ông thấy trên đầu bà cái bùm. Đó là ban cho bà chứng quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà ngay chỗ đó bà đã chứng được quả Tu Đà Hoàng bằng cách đoạn ba hạ phần kiết sử, thân kiến giới cấm tụ nghi. Bà không có nghi ngờ mà, bà lòng tin trọn vẹn như vậy. Cái tới ông thứ hai, ông góc bên kia, ông ở đây, tiếp theo đây tôi sẽ ban cho bà quả gì Tư Đà Hàm. Cái ông lấy cái banh, ông lại cái binh lên đầu bà. Ngay lúc đã bà chứng quả Tư Đà Hàm. Cái ông bên kia bà ông nói, bà nghe đây, tôi sẽ tiếp tục, tôi ban cho bà chứng quả A Na Hàm là quả thứ ba. Cái ông lấy cho bà, ông thấy đầu bà từng cái à, cái bà chứng quả A Na Hàm mà không ông nào biết gì cả. Cái ông cuối cùng ông nói, đây là quả vị cuối cùng, tôi sẽ ban cho bà chứng quả A La Hán. Cái ông lấy cho bà, ông thấy đầu bà cái từng cái. Nhưng mà ngay lúc cái trái banh lần thứ tư, ngay lúc đó bà xẹt hào quang và thân bà khởi ra khỏi cái vị trí ngồi và bay lên trong không trung. Bốn thầy này ngã ngửa hết lại. À, ở đây tôi đọc trong một cái câu chuyện cổ Phật giáo, trong đó nó cho chúng ta một bài học. Khi lòng tin của chúng ta đã thanh tịnh trong một hành động, thì cái người đó làm gì đó là việc của người đó. Trên cái sự thanh tịnh của chúng ta, chúng ta sẽ nhận lại tất cả những gì mà chúng ta đã ban ra trong một cái lòng thanh tịnh đó. Đừng nghi ngờ, đừng sợ hãi gì đó. Tôi nói như vậy, nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi các vị làm một cách liều mạng trong mỗi cái công việc. À, tôi phân tích để các vị cảm thấy rằng chúng ta làm việc gì đó, chúng ta đừng phân bua. Nếu chúng ta cảm thấy không vui, không hài lòng, không tin cậy công việc, chúng ta có quyền thay đổi, đó là quyền của chính mình. Nhưng tôi phân tích để cho các vị thấy cái việc đó nó rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, khi chư tổ dạy là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đá giác hoàng, có nghĩa là như vậy. Ăn thọ hưởng của đàn na mà tu không được gì cả, hoặc là gian dối, thì sẽ mang long đội trừng lại trả, là một quy luật. Chứ đâu phải nói thầy tu là ngon đâu. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thành ra khi người Phật tử khi học tu phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên tôi cảm thấy rằng đối với tôi, tại sao tôi để ở dưới nhà trù, các vị xuống dưới các vị coi một cái câu ngay nhà trù tôi viết câu gì. Ở đây ai thuộc? Thọ thuộc cho 10 bộ đĩa, 10 bài giảng gần đây nhất liền. Hả? Đứng dậy nói đi, cho mượn micro nè, la lớn lên cho mọi người cùng nghe. Chà, chắc tốn 10 đĩa thiệt quá. Dạ thưa thầy, tiết kiệm của Tam Bảo là tự tích đất, tự tích đức cho bản thân. Chưa chính xác, cho lại lần nữa. Ý là đúng nữa, nhưng mà cái từ thôi khích lệ cho tràng pháo tay. Dạng hồi nữa xuống dưới cho 10 đĩa luôn. Xin thưa các vị, tôi viết thẳng câu dưới nhà trù: tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Đây là câu tôi như vậy. Tại sao tôi phải ghi ngay nhà trù? Vì nơi đó không khéo là chỗ mà chúng ta mất phước nhiều nhất trong này. Cái ăn, cái xài, cái sử dụng của chúng ta trong Tam Bảo không khéo là mất phước ở chỗ đó.
không? Đàn na cúng vào cái trái mướp, trái bầu, trái cà, trái gì đó dư giả quá là đem liệng. Và đồng thời khi thiếu thì tư trưng dụng tới chừng dư rồi cái hơi thúi gì đó đem liệng. Cái này là cái chết của chúng ta, không? Sử dụng ăn uống bừa bãi dư thừa đem đổ vào trong tất cả các cái chuyện mà để bỏ đi là chết của chúng ta. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Khi tôi sang Ấn Độ, các vị biết không, vào cái mùa nóng á, nhiệt độ Ấn Độ lên từ 40 đến 41 độ, rất là nóng. Cho nên cơm mà nấu ở nhà đó, tôi nói thật với các vị, tôi ninh trong nồi điện mà tôi đi học về, đôi khi nó bị thiêu, nó tươm nước, nó ướt á. Thì mình làm biếng, mình nấu cái mình nghĩ ăn ngày, thời gian không có. Cho nên là khi nấu là chỉ chuẩn bị cho luôn buổi chiều, cái nấu buổi sáng cái ăn rồi cái đậy nồi đó, cái chiều về thiêu các vị. Chiều nó tươm nước ra nó thiêu. Vì vậy khi lần đầu tiên tôi bị cái đó, tôi nói ủa sao mình để chân nồi điện vẫn còn điện, vẫn giữ ấm mà tại sao nó thiêu? Bởi vì cái thời tiết này nó nóng. Các vị biết, đi ra chợ mua rau về ngày hôm sau thúi liền à. Nó khó vậy đó, không có dự trữ được lâu gì hết trơn trời. Thì các vị biết lần đầu tiên khi những chén cơm đó bị ướt, nó tươm ra nó ướt, nó có bốc mùi, các vị biết tôi làm gì không? Tôi mới lấy cái rổ ra, tôi mới múc cái thau nước, tôi mới để trong cái gỗ mà tôi mới đãi như thế này. Đãi xong rồi tôi mới lấy cái rổ lên, rồi tôi mới để cho ráo nước, cái đầu tôi mới chiên. Mà các vị biết cơm nó ướt, cho nên mà khi nó đã ướt thì nó cái hột gạo nó không còn, tức là nó bị thiêu á, cho nên nó ướt từ ngoài đến trong chứ không phải là ở ngoài không. Vì vậy mình chiên hoài nó đâu có khô à. Cho nên tôi chiên hồi cái tôi lật lại cái nó cái tôi lật úp lại, tôi làm hồi y như chắc vậy chiên trứng vậy đó à. Cái nó cũng dính lớp cơm cháy nữa, cái tôi tạo cơm cháy ra, cái tôi chiên tiếp nó dính, cái tôi lấy lớp cơm cháy được chiên tiếp à. Mà các vị biết tôi làm gì, tôi gán ăn hai chén cơm đó. Các vị biết tối đêm đó nó đau bụng muốn chết tôi luôn. Tôi nói thật sự nó đau bụng muốn chết tôi luôn. Mà nhiều khi á, tôi nói thật với các vị, tôi biết rằng nếu đau bụng tôi cũng chịu, nhưng mà cái khi đầu tiên mà để gọi là hai khi chén cơm bị thiêu á, tôi không biết xử lý thế nào. Ở đây cũng không ai nuôi heo biết đâu mà cho, tôi nói thật vậy. Còn nếu mà để gọi là bỏ vô thùng rác, cơm mà bỏ vô thùng rác thì nói thật đối với tôi làm được chuyện đó. Thật tình là như vậy à. Cho nên cuối cùng rồi á, tôi phải chiên cách nào đó tôi ăn cho hết cái cơm thiêu đó. Tôi nói để các vị thấy rằng là một người tu sĩ ở trong chùa, cho dù các vị có biết hay không, chúng ta vẫn trưng dụng những cái đồ ăn, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Cho nên tôi nói thật với nhất là đệ tử của tôi, trong cái việc tiêu xài tất cả mọi thứ mà phí phạm là tôi không tha được cái tội này. Tôi nói thật sự, lâu lâu tôi về xuống dưới bà Năm ở nhà trù chúng ta nè, thì thường thường á, bà cũng có lòng, bà hay đãi quý thầy là đồ ngon. Mà tôi không biết cái món này, thường thường nấu món lẩu á, mà nấu lẩu thì hay mua rau muống về, các biết không. Tôi nói thật sự, ngày nào mà ăn cái món đó tôi khó chịu trong lòng lắm. Mà rau muống nó được có cái lá, mà ăn về á, lặt lá bỏ hết, lấy có cái ổng có nhiêu à. Tôi thấy nó phí phạm ở trong cái này, lá từng lá tươi như vậy mà mình bỏ như vậy đó, rất là khó chịu cái món này. Tôi nói bây giờ bà để nguyên đó, bà nấu được sao? Nói ai nấu bằng vậy sư phụ ơi à. Tôi thật sự tôi không thấy thì thôi, mà tôi xuống tôi thấy cái đó tôi khó chịu lắm. Mà rau muống người ta vậy cái lạc bỏ lá trơn trời à. Tại vì thật ra các vị ở trong học viện tôi từng học, thì mình ăn mình uống như thế nào từ hở nhỏ mình kỹ càng vô cùng à. Một trái cà, một trái ớt, tất cả mọi thứ không đơn giản trong việc tiêu xài đâu. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên tôi muốn nói rằng cái của ít lòng nhiều à. Cho dù một trái cà nó không trọn vẹn, nhưng mà cái tấm lòng của người ta có trong đó. Cho nên các vị biết rằng, thật mà ngày xưa khi một chứa trẻ trăn trâu á, khi thấy Đức Phật hành đạo trên đường, đứa trẻ không có gì cúng Đức, lấy hết những đất mình đang chơi á, đem dâng lên cúng Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan nhận cái phần đất đó, và Đức Phật mới rờ đầu cái đứa trẻ trăn trâu và thọ ký cho tương lai sẽ thành Phật. Rồi mới đem về sai A Nan, A Nan hãy trét vào cái tư thất của ta. Đất đã lấy trét hết trong cái phòng của ngài. Và vì vậy cho nên là các vị biết rằng, khi đọc đến đó mình nghĩ Đức Thế Tôn của mình như vậy, nhận nắm đất mà sao trân quý. Sự thật ra chỉ có những người có từ bi và trí tuệ như Đức Phật mới hiểu được từng giá trị của món đồ. Nếu đối với chúng ta cục đất đó chúng ta đem liệng đi, hoặc đi chọi chim chơi, nó đâu có nghĩa lý gì. Nhưng mà tại sao Đức Phật chẳng những nhận cái nắm đất mà còn thọ ký cho vị đó thành Phật?
Cái hành động của Đức Phật chúng ta học được điều gì? Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời của tôi gặp không ít những trường hợp như thế. Tôi nói thật tình là như vậy mà. Trong cuộc đời các vị làm tu sĩ, các vị mới thấy rằng những điều lý thú trong cuộc đời mà đôi khi một người bình thường như các vị không có cơ hội để gặp và tiếp xúc những cái trường hợp như thế này. Mười mấy năm về trước tôi còn đi giảng ở tại Long An, trong một ngôi chùa đó. Dường như cái này tôi có nói trong một bài giảng nào. Xin thưa với các vị, khi tôi dị giảng ra, trên giảng đường tôi đi xuống có một cô Phật tử, năm đó nếu tôi độ không lầm cổ chừng 30 mấy tuổi, mà nhìn người khắc khổ, mặc áo tràng trang nghiêm, trên tay cầm một bó bông. Tôi đi trên này xuống thì cổ dưới cổ cầm, cổ đi ngược lên mà cổ cầm hai tay trân trọng, cổ gần đến trước mặt tôi cái cổ quỳ xuống. Cái tôi nói cô làm gì vậy? Tôi thì không có thích ai mà quỳ mọp mà lại như thế này. Tôi nói thật tôi không phải không thích mà không dám. Tôi không dám đối diện với những cái như vậy. Tôi mới nói là có gì cô đứng lên đi. Cô không chịu. Cô mới nói là thầy nghe con nói đi rồi con đứng lên. Thì cô cầm trong tay của một bó bông. Trong đó cái bông cổ là gì? Hình như tôi nhớ không lầm là bông chuỗi nè. Rồi bông, cái bông cải trời nè. Rồi nói chung là những cái bông mà lạp xạp đó, mà cô bó lại thành một bó bị lớn thế này. Rồi cô mới nói thầy, con xin thầy hãy nhận cái bó hoa này và chú nguyện giùm con. Đời con nghèo khổ quá, tức là con không biết con gieo tội gì, nghiệp gì mà con nghèo khổ quá. Cuộc sống con vất vả quá, cho nên con muốn thầy nhận cái bó bông này, rồi thầy chú nguyện làm sao đời cho con bớt khổ. Mà cô nói trong hai hàng nước mắt như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi cầm cái bó hoa đó về. Các vị biết thông thường những bó hoa đó nó chỉ cần một vài ngày là nó khô héo và nó rụng đi. Nhưng các vị biết rằng tôi để dành bó hoa đó là 3 tháng không? Khi tôi nhận bó hoa đó tôi đem về, tôi nói thật với các vị, lòng tôi phân vân và trĩu nặng cho về đến tới chùa Giác Ngộ. Tôi nói thật với các vị, khi về rồi tôi mới lấy cái đó ra, tôi mới để trên đầu nằm á, tôi để trên đó. Ít ngày sau, cả tuần sau nó héo, bắt đầu nó rụng ra, cái tôi mới lấy một cái tờ nhật trình, tôi mới bỏ vô tôi gói lại. Đúng ra tôi quăng vào sọt rác, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng khi tôi thấy như vậy, biết rằng khi nó tàn, nó khô, mình đem bỏ là chuyện bình thường, nhưng lòng cũng đành. Tức là trong lòng mình bỏ, mình thấy nó có một cái gì nó quý giá ở trong cái này nè, tôi không bỏ được. Tôi mới gói là tôi để trên đầu giường. 3 tháng sau đến cuối cùng nó mọc, nó mục, nó rửa rồi cứ như là mối mọt, rồi nó ăn tùm lum trong trọng rồi hư. Rồi lúc đó tôi mới đem bỏ vào sọt rác. Tôi nói thật với các vị, những cái này trong đời các vị không bao giờ có được, chắc chắn là như thế. Nhưng đối với một người thầy tu trong đời, chúng ta có rất nhiều cơ hội để chứng kiến được những tấm lòng của những người Phật tử đối với đạo, và đối với một cái khát khao về hạnh phúc, và họ đã sợ hãi về đau khổ như thế nào. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với một người tu, những cái tấm lòng của quần chúng, của Phật tử, mình trang trải được, mình chia sẻ được, mình cảm thông được, mình thấy rằng mình sống một cuộc đời như vậy nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó có giá trị hơn.